Thánh Giuse hậu duệ vua David, gương hy sinh một đời sống khiêm nhường. Hôm nay đây người ở nơi phúc vinh, xin thương nguyện cầu cho sư đạo chúng con. Thánh Giuse dòng họ David, xin yêu thương đoàn con nơi dương trần, xin yêu thương nâng đỡ phù trì cho chúng con còn đang gặp khó nguy. Lạy Thánh Giuse là người cha gương mẫu, luôn hy sinh chịu gian khó quên mình, luôn hy sinh phục vụ cho thánh gia. Xin thương nguyện cầu cho giao phận chúng con. Thánh Giuse dòng họ David, xin yêu thương đoàn con nơi dương trần, xin yêu thương nâng đỡ phù trì cho chúng con còn đang gặp khó nguy. Thánh Giuse là người cha gương mẫu, luôn hy sinh chịu gian khó quên mình, luôn hy sinh phục vụ cho thánh gia. Xin thương nguyện cầu cho giao phận chúng con. Thánh Giuse dòng họ David, xin yêu thương đoàn con nơi dương trần, xin yêu thương nâng đỡ phù trì cho chúng con còn đang gặp khó nguy. Thánh Giuse dòng họ David, xin yêu thương đoàn con nơi dương trần, xin yêu thương nâng đỡ phù trì cho chúng con còn đang gặp khó nguy, cho chúng con còn đang gặp khó nguy. Con ta kẻ có lợi trong con, xin cớ để chúng con
lại Chúa. Hồng thánh Chúa Xe. Yeah.
hạnh cho chúng con biết đáng xin lên muôn vạn cùng biết ơn nơi Chúa Giêsu của tôi thiên hạ nhân vì sự ấy các môn đạo nước này đã chọn lấy ông Thánh Du sẽ làm quan thầy chúng xin người cầu cứ cho cả và đứa chúng con sau đứa chúng con trông thấy và kính mến nhân nước người đã chọn người làm quan thầy riêng xin người phù hộ cho mọi người trong địa phận chúng con được giữ đạo lên ở đời này và khi linh hồn đã khỏi xác được về chốn thánh nhàn đời đời trong cùng muôn lời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse đưa Chúa chiều sáng rạng ngời thương ban phúc vinh ngàn đời quả cao sang dâng lời xin dâng lên muôn lời cầu xin người chớ che luôn xin giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được phúc vinh quang. Thánh Giuse hằng dâng giữ lời Chúa truyền ngày đêm đem ra thực hành quyền sống phó thác một đời hằng sùng tín người trở nên như hoa xinh tươi tâm ngát trước nhan Chúa Trời như hương trầm qua bay ngào ngạt lên cõi thiên đình muôn đời xin dâng lên muôn lời mừng ca mừng Thánh Giuse đưa Chúa chiều sáng rạng ngời thương ban phúc hình ngàn đời quả cao xa sống phục vụ và khôn ngoan người đã nêu gương cho nhân gian bao năm tháng vẫn luôn trung thành đã sống đời tin yêu phục vụ Thiên Chúa âm thầm muôn đời xin dâng lên muôn đời mừng ta mừng Thánh Giuse Chúa chiếu sáng rạng ngời hương ban phúc hình ngàn đời quả cao sang dâng lời xin dâng lên muôn đời cầu xin người chớ che luôn gìn giữ những bước đường đời để mai sau con cùng được
Công chính luôn sống hy sinh, luôn sống quên mình, âm thầm miệt mài lao động, sống xin vâng cho trọn thiên ý. Dù xe gương sống nhân hiền tràn đầy phúc thiêng, gương lành tỏa chiếu xin thương đoàn con khổ sầu, lầm than giữa nơi trần gian. Nguyện xin thánh ca Giu Se cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình, để trở nên người công chính. Cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời phó thác tin cậy, để ngày sau hưởng phúc thiên đàng.
Giuse, người hãy thương giúp, xin cứu nhân gian vượt chốn cơ hàn. Con người ngày đêm khóc than, kiếp dương gian muôn ngàn nguy biến. Giuse, gương sống nhân hiền, tỏa muôn ngát hương trên tòa cao sang. Xin thương đoàn con đọa đầy hiểm nguy giữa nơi trần gian. Nguyện xin Thánh Tá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin Thánh Tá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời phó thác tin cậy để ngày sau hưởng phúc thiên đàng. Nguyện xin Thánh Tá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời bác ai công bình để trở nên người công chính. Nguyện xin Thánh Tá Giuse cầu bầu cùng Chúa cho con sống đời phó thác tin cậy để ngày sau. Tòa cao sang Thánh Giuse ngời sáng vinh quang, ngài là bạn trăm năm của trinh nữ Maria. Xưa ở Nazareth ngài nuôi dưỡng con Đức Chúa Cha. Thánh Giuse cầu bầu bao hồng ân Chúa ban mọi nhà. Cho gia đình con trở nên trường nhân đức, luôn sống trong hiền hòa, yêu thương và nguyện cầu, noi gương gia đình cha, sống khiêm nhường nghèo khó, luôn sống trong thuận hòa, phục vụ trong hy sinh. Thiên tòa cao sang Thánh Giuse ngời sáng vinh quang, ngài là bạn trăm năm của trinh nữ Maria. Xưa ở Nazareth ngài nuôi dưỡng con Đức Chúa Cha. Thánh Giuse cầu bầu bao hồng ân Chúa ban mọi nhà. Cho gia đình con sống trong tình yêu mến, nên mẫu gương mọi nhà, nên Chúa yêu mọi người, noi gương cha ngày đêm sống công bình bác ái. Bao khó nguy dồn dập một lòng luôn cậy trông.
cho gia đình con trở nên trường nhân đức, luôn sống trong hiền hòa yêu thương và nguyện cầu, noi gương gia đình cha sống khiêm nhường nghèo khó, luôn sống trong thuận hòa phục vụ trong hy sinh. Trên thiên tòa cao sang, Thánh Giuse ngời sáng vinh quang, Ngài là bạn trăm năm của Trinh Nữ Maria. Xưa ở Nazareth, Ngài nuôi dưỡng con Đức Chúa Cha. Thánh Giuse cầu bầu bao hồng ân Chúa ban mọi nhà. Xưa ở Nazareth, Ngài nuôi dưỡng con Đức Chúa Cha. Thánh Giuse cầu bầu bao hồng ân Chúa ban mọi nhà. Khôn ngoan biết quên thân mình,
giáo hội trần thế đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy, là người cha của giáo hội. Xin Thánh Cả hãy giúp cho những vị thay mặt Chúa đang lèo lái con thuyền giáo hội nơi trần gian được tới bến bình an. Trên cõi thiên đang rực rỡ tưng bừng cho muôn hào quang, muôn cơ bên thiên thần vui cùng muôn muôn thánh. Chúc mừng Thánh Giuse hiền vinh, bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa tiếng ca lừng vang. Tung hô không khi ngừng, đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời một đời luôn trung trinh. Trên khơi trần gian thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông lòng cha rất thương yêu nhân loài. Trông xem hội thánh biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời. Trong tấm gương lành cao quý lòng có bao giờ quên, xưa nuôi con Chúa Trời che chở thân chính nước, gian khổ đắng cay không từ nan. Xin kính dâng lời ca chúc danh người trôi xa càn khôn, mong ân cha nhân lành luôn chờ che hội thánh. Thăng mù sâu quân thù đời qua trôi khang an. Trên cõi trần gian thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố, muôn dân vời trông lòng cha rất thương yêu nhân loài. Trông xem hội thánh biển dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời. Lạy Thánh Giuse, rầy trên chốn thiên đàng, xin hãy ghé mắt nhìn xem con thuyền giáo hội trần gian đang lênh đênh trải qua nhiều nguy khó. Xin cho sóng yên biển lặng, cho thuyền giáo hội tới bến yên hà. Trên cõi thiên đàng rực rỡ tưng bừng cho muôn hào quang, muôn cơ bình thiên thần vui cùng muôn muôn thánh. Chúc mừng Thánh Giuse hiền vinh, bao tiếng tơ đàn reo rắt âm hòa tiếng ca lừng vang. Tung hô không khi ngừng, đây là cha nuôi Chúa, đây tấm gương sáng ngời một đời luôn trung trinh. Trên cõi trần gian thuyền thiêng giáo hội đang bập bềnh, lao đao ngả nghiêng biển sâu sóng cao đang vươn mình. Còn bao nhiêu cơn biến cố, còn bao nhiêu giông tố,
muôn dân vời trông, lòng cha rất thương yêu nhân loài, trông xem hội thánh biên dương thế đang trôi xa vời, nguyện xin giơ tay cứu thoát tới bên quê muôn đời. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thành thân, giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thân. Sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi ngai, dám xin cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh đức ngự. Người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liền, để sau được vinh phúc vô biên. Quyền cha Thánh Giuse chỉ linh chỉ ám, nhân đức cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, để sau được vinh phúc vô biên. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thánh sanh đức như chi. Nhân đức cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người
Xin Thánh Giuse hướng dẫn chúng con biết sống chu toàn luật Chúa, biết mến Chúa, yêu người. Vì mến Chúa yêu người là chu toàn lề luật của Chúa. Với cánh đời đứng nghèo
cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nam ra rẽ thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nam ra rẽ thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nam ra rẽ thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Cho đoàn em bé biết thao kinh vâng lời, biết nói gương mến Chúa yêu người, hồn luôn giữ gìn đường màu hoa thánh ngân, xứng nên ngôi đền Chúa thánh thần. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nam ra rẽ thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo. Còn kính mừng ca ngợi cha Thánh Giuse, người là cha thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi cha Thánh Giuse, người được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi giữa đời,
dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên ngai tòa của Chúa Trời. Xin người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom, đến các gia đình nguyện xin nâng đỡ phụ trì. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, gương khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca ca mừng. Giuse là cha nuôi con Thiên Chúa, là bạn trăm năm của Đức Mẹ Chúa Trời, là đấng bảo hộ trung thành cho Chúa con. Xin thương giữ gìn đoàn con nơi thế trần. Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực chờ che, xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn ưu tư trong đời, nguyện xin người dài gỡ giúp con. Lạy Thánh Giuse là gương soi cho con cái, một đời cần lao trọn kiếp người ân cần, đời sống khiêm nhường thanh bần luôn sắp son. Hương thơm danh người tỏa lan nơi thế trần. Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực chờ che, xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn ưu tư trong đời, nguyện xin người dài gỡ giúp con. Thánh Giuse đoàn con dâng lên Cha Thánh, cuộc đời gian nan nhiều vất vả sớm chiều, bao nỗi lao nhọc
khó khăn bớt sức con. Xin thương giặc diều dài gỡ giúp chúng con. Xin Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực trời che. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn. Ưu tư trong đời nguyện xin người dài gỡ giúp con. Xin Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực trời che. Xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn. Ưu tư trong đời nguyện xin người dài gỡ giúp con. Con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn. Ưu tư trong đời nguyện xin người dài gỡ giúp con. Con đến nơi đây xin thank you.
Chúng ta đọc một kinh lạy cha, kinh tiếp mừng, kinh sáng danh và kinh thánh du xe. Sau đó một kèn sẽ thổi một bài để lấy thánh du xe. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ta sáng đưa cha chỉ em. Cũng như trên trời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria. Người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời lòng cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và đời Chúa con. Con xuống thế làm người cũng đã định cho ông hay.
Chúa. Chúa đã ban cho chúng con một người cha tuyệt vời là Thánh Giuse. Ngài đã gìn giữ gia đình Chúa với trái tim phụng tử. Và ngày hôm nay, Thánh Nhân lại tiếp tục gìn giữ giáo hội, gìn giữ dân làng chúng con với trái tim của một người cha nhân lành. Xin Chúa đón nhận những lời cầu xin mà Thánh Giuse truyền cầu trước tòa Chúa cho mỗi người chúng con. Và chúc lành cho chúng con, cho sự cố gắng sống đời sống đức tin. Để nhờ đó, chúng con xây dựng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến về đức tin, đức cạnh, đức mến và hiệp thông với nhau trong đức ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Con xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Kính thưa quý cha quê hương, kính thưa quý sơ, kính thưa quý cố, quý cụ, kính thưa quý cụ, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Đã có một số lần con hỏi những người ở Hoàng Nguyên này, đó là Thánh Giuse được chọn là đấng bảo trợ cho dân làng Hoàng Nguyên từ khi nào? Thì câu trả lời mà mọi người đưa ra đó là từ lâu lắm rồi, không nhớ được. Có thể là từ khi lập làng và từ khi mà đức tin Kitô giáo đến với làng Hoàng Nguyên này. Như thế thì Thánh Giuse đã đồng hành với tổ tiên của người Hoàng Nguyên, đồng hành và qua mọi thế hệ và sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta cũng như với con cháu chúng ta sau này nữa. Và như chúng ta đã được chia sẻ nhiều về tông thư của Đức Giáo Hoàng Francisco hiện tại, khi mà Ngài viết về Thánh Giuse thì Ngài nhấn mạnh Thánh Giuse coi sóc giáo hội với trái tim của người cha. Một vị thánh rất âm thầm, rất khiêm tốn, nhưng lại đầy tình thương. Chúng ta thật là hạnh phúc khi có Thánh Giuse luôn ở cùng, đồng hành, gìn giữ và cầu thay cho chúng ta. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng lễ Thánh Giuse một cách long trọng. Sáng hôm nay, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh và Đức cha Giuse Vũ Văn Yến cùng với toàn thể gần 200 các cha trong giáo phận và đông đảo tín hữu hiện diện tại nhà thờ chính tòa Hà Nội để mừng lễ Thánh Giuse, Thánh Quan Thầy của Tổng Giáo phận Hà Nội, Quan Thầy của Đức Tổng Giuse và của nhiều cha trong giáo phận chúng ta. Và hôm nay, trong cái tinh thần mừng lễ, chúng ta hiện diện ở đây để mừng lễ Thánh bổn mạng của cả làng Hoàng Nguyên này. Chúng ta cùng nổ tràng hoa tay để mừng lễ nhau. Trong cái niềm vui hân hoan của toàn thể dân làng, chúng con rất là vui được đón tiếp quý cha quê hương, cha Doan, cha Đa Minh thì gắn kết với chúng ta một cách rất là thân thiết. Cha Giuse Thành thì cũng có thể gọi là quê hương bởi vì Ngài có gốc ở đây. Chúng ta cùng chào mừng quý cha bằng một tràng pháo tay. Hôm nay trong số các cha hiện diện ở trên cung thánh thì có cha Thành mang thánh hiệu là Giuse. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ chúc mừng quan thầy cha. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng với bó hoa chúc mừng cho cha Giuse. Cha Giuse Thành mặc dù đang đi tập tễnh, giống như tôi cái thời mới về đây được hơn một tháng, thế nhưng mà vẫn rất yêu ái với chúng ta. Xin mời cha cứ ngồi xuống đi. Hôm nay trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ còn có các quý ông mang tên thánh là Giuse, ông Giuse Đào Văn Việt, ông Giuse Nguyễn Văn Vĩnh, ông Giuse Lại Văn Khanh, ông Giuse Trần Văn Non. Chúng ta chúc mừng cho họ một tràng pháo tay riêng. Và hiện diện trong ngôi nhà thờ này có rất nhiều các cụ, các ông, các bác, các anh, các em và cả các con thiếu nhi cũng có tên thánh là Giuse. Chúng ta cũng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Khi mà các đấng tiền nhiệm chọn Thánh Giuse là đấng bảo trợ cho dân làng thì không có nghĩa rằng Thánh Giuse dành riêng cho một số hay một
nhóm người nào đó, mà Thánh Giuse trở nên quan thầy chung của tất cả mọi người, của những người già cũng như người trẻ, của người nam cũng như người nữ. Và như thế thì chúng ta có thể nói được rằng hôm nay cũng là ngày quan thầy của tất cả mọi người ở làng Hòa Nguyên này. Chúng ta cùng mừng nhau bằng một tràng pháo tay nữa. Có lẽ vậy thôi nhỉ. Còn mời quý cha và cộng đoàn chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, lúc đầu lễ cha xứ kính yêu của chúng ta đã giới thiệu ý nghĩa, nội dung, mục đích và nguồn gốc của ngày lễ hôm nay. Chắc chắn con cũng không nói thêm gì nhiều nữa vì Ngài đã nói chi ly từ cội nguồn xa xưa đến nay rồi. Thế nên hôm nay trong thánh lễ này chúng ta chỉ có biết là tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tổ tiên, rồi cảm ơn cha xứ đã thương yêu giáo xứ chúng ta và Ngài đã đưa chúng ta đến với Thánh Giuse với lòng kính mến trang trọng, đã rước Thánh Quan Thầy thành hoàng làng của chúng ta, đã đi vùng quanh làng kể như là một cuộc hành hương mới mà do sáng kiến của cha xứ. Thế nên trong thánh lễ này chúng ta tạ ơn Chúa, tri ân bậc tổ tiên, rồi cảm ơn cha xứ, rồi cầu nguyện cách đặc biệt cho mỗi người, mỗi gia đình và trong giáo xứ chúng ta với lời truyền cầu của Thánh Giuse chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ thương nhận lời. Với tâm tình trên đây, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau thành tâm nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Và hợp với trong thánh lễ này chúng ta hợp với các gia đình xin được bằng yên tạ ơn cha Thánh Giuse được gặp thầy gặp thuốc, xin cho được người con ngoan, rồi cầu cho ông bà tổ tiên nội ngoại, cho linh hồn Giuse, Maria, Matalena và Anna. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, người nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin đừng bà Maria chọn đời đồng trinh cả thiên xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người nhân dân. Chúng con là người Chúa, chúng con là người Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho giáo hội luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Hồi ấy có lời Đức Chúa phán với ông La Than rằng: Hãy đi nói với tôi tớ Chúa, tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã làm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Cháu của người sẽ tồn tại mãi muôn đời. Dòng dõi người ơn Chúa dòng ban sẽ tồn tại mãi ngàn năm. Chúa thương ban con cháu của người sẽ tồn tại. Yeah.
sẽ thưa ta rằng đời con có Chúa thân phụ, con tin thờ suốt đời trong lời Ngài là núi đá, và như Ngài phán dạy tình ta dành mãi yêu người, giao ước lập hôm nào giữ gìn thành tín sao rời. Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp, nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở lên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì lòng tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Đó là lời Chúa. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc,
ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ôi Lạy Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nhân kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã viết một tông thư với tựa đề Patris Corde, tạm dịch là Với Trái Tim Người Cha, để chia sẻ dung mạo phi thường của Thánh Nhân và để giúp chúng ta học theo các gương nhân đức của Ngài. Trong tông thư này, Đức Thánh Cha đã đưa ra 7 điểm về Thánh cả Giuse. Thứ nhất, đó là một người cha yêu thương. Thứ hai, một người cha dịu dàng. Thứ ba, một người cha vâng phục. Thứ tư, một người cha chấp nhận. Thứ năm, một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo. Thứ sáu, một người cha làm việc. Và thứ bảy, một người cha trong bóng tối. Sở dĩ Đức Thánh Cha có thể khẳng định với những danh xưng này như thế nơi Thánh Giuse là bởi vì Đức Thánh Cha đã dựa vào Kinh Thánh và truyền thống của giáo hội, mà đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe là một minh chứng rõ ràng. Thánh nhân đã sống yêu thương nên đã không tố giác người phụ nữ mà mình có ý định gắn bó. Ngài dịu dàng khi tôn trọng quyết định của Maria và quyết định của từ chính Thiên Chúa. Thánh Giuse đã vâng phục khi ngay lập tức đón Đức Maria về theo lời của sứ thần. Thánh nhân chấp nhận người con trong lòng của Maria như người con của mình để săn sóc chở che. Ngài cũng can đảm đón nhận người phụ nữ mình yêu thương và người con ấy để sau này giúp cho hai mẹ con không chỉ vượt qua sóng gió mà còn có thể yên bình nơi làng quê Nazareth. Vị thánh mà chúng ta tôn kính hôm nay cũng đã làm việc miệt mài, đặc biệt là trong việc cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa, khi Ngài là người đón nhận và đặt tên cho hài nhi Giêsu để đấng cứu thế có một gia đình trong một gia phả và thuộc về một dân tộc, hầu ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã phán xưa để đấng thiên sai vừa ở gần với chúng ta nhưng là Thiên Chúa ở giữa loài người. Và khi nhận lấy sứ mạng làm cha nuôi của con Chúa, Thánh Giuse đã hiến bản thân, hiến cả tuổi xuân với biết bao nhiêu hoài bão dự định cá nhân để làm theo ý Chúa, để lui về như một hình bóng của Cha trên trời lo lắng cho Chúa Giêsu. Ngài trở nên cái bóng bước theo con của Ngài, để rồi âm thầm hy sinh cho gia đình và cho người thân yêu. Có lẽ nhiều người sẽ thấy rằng tôi là quan thầy Thánh Phaolô, tôi là quan thầy Giuse, tôi là quan thầy của Phêrô, rồi thậm chí tôi là nữ nhi thì có gì liên quan đến Thánh Giuse? Thưa, có lẽ chúng ta có rất nhiều điều liên quan đến Ngài. Thứ nhất, Ngài là cha nuôi của Chúa Giêsu, mà chúng ta là anh em với Chúa Giêsu, như thế cũng là mối liên quan, và thậm chí chúng ta không quá khi gọi Ngài là cha nuôi. Thứ hai, Ngài là quan thầy của giáo hội, quan thầy của giáo hội Hoàn Vũ, là chúng ta trong đó là một phần. Quan thầy của giáo hội Việt Nam, chúng ta có thêm một cấp nữa. Quan thầy của giáo tỉnh miền Bắc, thêm một cấp. Quan thầy của giáo phận chúng ta, thêm một cấp nữa. Như vậy, bình thường là chúng ta có 4 lần quan thầy. Và đối với dân làng Hoàng Nguyên, chúng ta lại thêm một mức nữa khi Ngài là đấng bảo trì hộ phù cho bà con trong dân làng. Như thế, với 5 cái cấp như vậy thì không có lý gì mà chúng ta không vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho nhau. Thứ ba nữa, Ngài là đấng từng che chở Đức Mẹ và Chúa Giêsu nên Ngài cũng sẽ che chở chúng ta như thế. Chúng ta hãy học gương nhân đức của Ngài, hãy đến với Thánh Giuse như cách mà thời xưa vị Pharaoh đã nói với những người chạy đến để xin thóc gạo. Hãy đến với tể tướng Giuse để được bảo trợ. Thì ngày nay Hội Thánh cũng mượn lời đó để mời gọi chúng ta hãy đến với Thánh Giuse để Ngài bảo trợ cho chúng ta.
Và đương nhiên, sự bảo trợ của Ngài ở đây không chỉ giúp cho chúng ta về mặt sự may lành, nhưng điều quan trọng hơn hết để Ngài bảo trợ cho chúng ta về đàng thiêng liêng. Có lẽ chúng ta cũng không nên quá vin vào để mà coi Thánh Giuse như là một người mà chúng ta ta tạm gọi như là một ông kệ vậy, cứ đến rồi xin, hoặc là một ông thần tài. Điều đấy không phải. Chuyện kể lại là khi mà cha xứ đến thăm một gia đình thì ông chồng không ra tiếp, chỉ có bà vợ đấy ngồi lúc nói chuyện uống nước, thì ngạc nhiên khi thấy tượng Thánh Giuse thay vì đưa ra ngoài thì quay mặt vào tường. Thì cha xứ mới hỏi lý do làm sao, bảo cha cứ hỏi ông nhà con mà ông không chịu trả lời. Theo cùng bà vợ nói nhỏ, nhà con đang dỗi. Sao dỗi? Nhà con xin nhiều lắm mà không được, nên quyết định phạt bằng cách là đưa Thánh, quay mặt Thánh, úp mặt vào tường. Thánh Giuse úp mặt vào tường. Hỏi lý do làm sao? Bà nhà con xin để được trúng xổ số mà không được, nên nhà con phạt Thánh Giuse. Ngài không phải là người để lo chúng ta thần tài như thế, không phải. Nhưng Thánh Giuse là một con người đặc biệt, và Ngài trợ giúp một cách rất âm thầm. Âm thầm đến độ mà khi Ngài trong Kinh Thánh không thấy Ngài nói gì mấy, nhưng hiệu quả của Ngài làm rất lớn lao. Chính Ngài đã cộng tác như lời nguyện đầu lễ, Ngài đã âm thầm cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ ngay từ những lúc khởi đầu. Thì xin cho Thánh Giuse, xin cho tất cả chúng ta cũng năng biết chạy đến với Thánh Giuse. Cuối tông thư của Trái Tim Người Cha thì Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người hãy xin với Thánh Giuse một ơn của các ơn, đó là ơn hoán cải. Thì ước chi đó cũng là ơn mà chúng ta xin trong ngày hôm nay, cũng như trong suốt mùa chay này và cả cuộc đời của chúng ta nữa, để từng giây từng phút bà con trong dân làng Hoàng Nguyên của chúng ta cũng sẽ noi theo gương nhân đức của Thánh Giuse thay đổi liên tục. Hoán cải không phải là chỉ có mỗi việc tôi có tội, tôi đi xưng, mà là nếu mình chưa tốt thì cố gắng để mình tốt. Nếu mình đã tốt rồi thì xin được tốt hơn, và nếu mình đã được tốt hơn thì xin cho được tốt nhất. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành xuống trên cha xứ, xuống trên quý cha bản hương, cũng như tất cả mọi người trong dân làng của chúng ta, để tất cả chúng ta noi theo gương nhân đức khiêm nhường âm thầm của Ngài mà giúp cho mọi người càng ngày càng thăng tiến. Nguyện xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hưởng tuổi và tôi. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bạn thể với Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta
chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao cho Thánh Giuse nhiệm vụ chăm sóc Đức Giêsu. Trong ngày lễ kính người, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện. Chúa đã chọn Thánh Giuse làm giám phụ Chúa Giêsu, xin cho hội thánh luôn trung thành cộng tác vào sứ mạng cứu thế của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúa đã mặc khải cho Thánh Giuse biết mầu nhiệm Đức Kitô, xin cho nhân loại nhận biết Đức Kitô là đấng cứu độ của mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúa đã đặt Thánh Giuse làm người coi sóc gia đình Nazareth, xin cho các bậc phụ huynh biết hy sinh chăm sóc con em mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúa đã muốn Thánh Giuse làm bạn Đức Maria, xin cho mọi người chúng con sống gắn bó với Đức Mẹ và tận tâm phục vụ anh em. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, để hoàn tất lời hứa cứu độ, Chúa đã sai con một đến cứu độ trần gian, làm con Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Vì lời các ngài truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, con một Chúa, đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một năm, một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cùng anh chị em hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh Giuse, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã giao phó Thánh ra cho người coi sóc để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi tôn thờ kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh.
xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lạy truyền Chúa chúng con và tuyên xưng Chúa sống lại. Chúa vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thắm mình sắp định bây giờ sống đời đời. Thưa Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước mình vào máu Thánh Chúa, xin để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ đấng từ bi Chúa xin giữ và che chở hồn xác con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin báo thân như cái tôi, xin giữ người sống muôn đời.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng kính thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính thưa cha xứ, quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn, thánh cả Giuse là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan đã được Thiên Chúa cắt đặt trông coi gia đình Chúa, làm bạn trăm năm của Đức Mẹ Maria và là dưỡng phụ chăm sóc Chúa Giêsu trong giai đoạn đầu của công trình cứu chuộc. Vì thế trên thiên đàng, thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Thánh Giuse đã gìn giữ gia đình thánh với trái tim của người cha. Thánh nhân cũng gìn giữ giáo hội và cách riêng, gìn giữ dân làng Hoàng Nguyên với trái tim phụ tử. Trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, dân làng chúng con nhận thấy rõ ràng thánh nhân hằng che chở, gìn giữ, phù trì. Chúng con tin rằng trước tòa Chúa, thánh nhân vẫn tiếp tục chuyển cầu cho chúng con sống đạo Chúa, cho nên được mừng kính thánh Giuse luôn mang lại niềm vui lớn, rất lớn cho mỗi người chúng con. Sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý khách trong thánh lễ này càng làm gia tăng thêm niềm vui ấy. Với tất cả lòng biết ơn, con thay lời cho toàn thể dân làng chân thành cảm ơn quý cha. Dù bận rộn với công việc của ngày lễ trọng, các cha vẫn ưu ái về hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin thánh cả Giuse gìn giữ và cầu bầu cùng Chúa để quý cha luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an trong ơn gọi và thu hoạch được nhiều hoa trái trong việc mục vụ. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý sơ đã hiện diện trong giáo xứ, chia sẻ công việc mục vụ với cha xứ, giúp cho các hội đoàn và góp phần làm cho đời sống đức tin của giáo xứ mỗi ngày thêm sinh động và sốt sáng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách xa gần, Đại Đức Thích Thiện Huy, các vị lãnh đạo xã Chi Thủy đã ưu ái hiện diện chung chia niềm vui với chúng tôi. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành, các hội đoàn, các xóm và tất cả những ai đã cộng tác với chúng tôi trong việc tổ chức thánh lễ này. Nhờ lời chuyển cầu thánh cả Giuse, chúng con nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, chúc lành và trả công bội hậu cho quý cha, quý tu sĩ, quý khách và tất cả những ai đã góp phần làm nên ngày mừng lễ hôm nay. Chúng con xin quý cha và mọi người tiếp tục đồng hành để chúng con được thăng tiến hơn về đức tin, đức cậy, đức mến. Nhờ đó, giáo xứ sẽ phát triển trong tinh thần hiệp thông, gắn kết và bác ái. Sau thánh lễ, chúng con xin trân trọng kính mời quý cha, quý sơ, quý khách và cộng đoàn cùng chung chia bữa cơm gia đình với chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn.